cái việc mà mê man mộng mị nó do rất là nhiều những yếu tố. Những yếu tố liên quan đến khoa học thì anh chị gặp mấy bác khoa học sẽ thích, đúng không ạ? Còn hôm nay tôi sẽ nói chuyện với anh chị thêm một chút về một số yếu tố liên quan đến tâm linh và tinh thần một chút. Nhiều khi nó là do những câu chuyện là do là cái đất hay là cái căn nhà hay cái phòng ngủ hay bản thân là cái căn nhà của anh chị có những cái âm linh hay là có những cái vong linh hay có những cái u linh nó quấy nhiễu, làm cho là chúng ta không có được cái giấc ngủ nó được bình yên, đúng không ạ? Có thể trường hợp này do là một là cái căn nhà của anh chị chưa được trấn trạch, căn nhà của anh chị không có cái pháp khí để mà trấn vong tà vào. Có thể là do là cái phòng thờ là chúng ta cũng chưa trấn, hoặc là bát hương chúng ta không có cốt, hoặc là do là trong cái bát hương của anh chị lúc mà bốc đặt hoặc là nó có cái việc gì đó nó sai, làm cho là thần tại đó mà không ngự và gia tiên không ngự để mà không trấn trạch hay là trừ tà hay là kỵ tà sát quỷ cho căn nhà của anh chị được. Bản thân cái điều này là chúng ta phải tìm cách hóa giải, chứ không thì cái sức khỏe tinh thần hay là cái tinh thần của chúng ta hay là cái chuyện lo lắng làm cho là cái sức khỏe, làm cho khí chất, làm cho tinh thần chúng ta nó sẽ kém và yếu đi. Chúng ta có thể sử dụng một cái gương là gương thập nhị địa chi, chúng ta đã khai quang rồi, chúng ta treo ở phần phía trước cửa nhà của chúng ta. Hoặc là và thứ hai nữa, chúng ta có thể làm một cái động tác là bốc lại và an vị lại cái bát hương nếu bát hương chưa có cốt. Còn nếu bát hương đã có cốt rồi thì chúng ta coi cốt đấy có phải là cái cốt tốt không, cái thần hiệu ở trong đó đã ghi hay gọi là cái dị hiệu ở trong đó có ghi đã là đúng chưa, đã đúng cái phương pháp chưa. Nếu như mà hay là trong quá trình bốc mà lại có cái vấn đề gì nó không đúng thì chúng ta có thể làm cái động tác bốc hay an vị lại vào ngày rằm hoặc ngày 1.